Ngài nhỏ từng giọt nước tích tụ từ những cơn mưa. Các đám mây giữ lại hơi nước và rồi tuôn những trận mưa xuống cho con người. Nhiều loại cá khác nhau. Và các loài hoa bắt đầu xuất hiện trên đất. Mùa hát sướng đã đến rồi. Có tiếng gọi, hãy kêu lên. Tôi thưa, tôi phải kêu gì đây? Há chẳng phải Ngài sẽ chống cự những ai phạm tội nghịch cùng Ngài sao? Nhưng họ đã không theo đường lối Ngài, không tuân giữ luật pháp Ngài. Vì vậy, Ngài đã trút cơn thành nộ và sự tàn bạo của chiến tranh trên họ. Ai đã lường biển với lòng bàn tay? Ai đã lấy thước đo các tầng trời? Kìa, Ngài cầm các hải đảo lên như hạt bụi. Chúng ta sẽ ví sánh Đức Chúa Trời với ai? Lấy hình ảnh nào để sánh với Ngài? Ngươi chưa biết sao? Ngươi chưa nghe sao? Chúa là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài là đấng sáng tạo các đầu cùng đất. Hãy rao khắp muôn dân rằng Chúa hằng hữu đang cai trị. Hãy để thiên đàng reo ca, để đất trỗi tiếng hát mừng, và để biển lại trỗi sóng reo mừng. Chào mừng quý vị đến với Fiji, một quần đảo của hơn 322 đảo nhỏ, là khu vực chiến lược quốc tế của tương lai. Đất nước Fiji thực sự đang phát triển theo một chiều hướng mới, chỉ có thể là công việc của Đức Chúa Trời. Một thiên đàng nằm ở Nam Thái Bình Dương, thu hút những du khách đặc biệt của Hollywood. Thật là thú vị được có mặt tại Fiji vào lúc này, chỉ để chứng kiến sự vận hành của Đức Chúa Trời. Tám trăm năm mươi ngàn người thật may mắn làm cư dân ở đây. Chỉ hơn một nửa số này là người gốc Fiji, hầu hết còn lại là người gốc Ấn. Cộng đồng Cơ Đốc cầu nguyện với Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Họ kêu khóc cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Họ cầu xin Ngài hãy can thiệp. Ngài đã nhận lời cầu nguyện của chúng tôi. Hiện nay cả Fiji đang bùng phát một cơn phấn hưng mạnh mẽ. Điều chúng tôi khao khát trong nhiều năm là muốn hội thánh hiệp một cùng với nhau. Sự phấn hưng tuyệt vời đó đã đến. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đây không phải là công việc của con người. Chúng tôi đứng đó run rẩy chiêm ngưỡng mọi việc đang diễn ra. Chứng kiến niềm vui của người dân Fiji lúc này, thật khó mà tin rằng quốc gia này đã bị bao phủ bởi bóng đen thù hận chỉ 5 tháng sau khi chào mừng thiên niên kỷ mới. Đây là mặt trái của thiên đường mà các du khách không thấy. Từ những ngày đầu của bộ lạc, người Fiji đã liên tục sống trong chiến tranh. Tháng 5 năm 2000, một cuộc chiến đã nổ ra.
Một cuộc nổi loạn chưa từng có xảy ra đã phá vỡ cuộc sống của chúng tôi. Điều này gây nên là do các linh nổi loạn, linh ghen ghét, giận dữ và linh chia rẽ ngự trị trong chúng tôi. Nó thấm sâu vào trong nền văn hóa của chúng tôi. Khi vị thủ tướng không phải là người Fiji lên nắm quyền, bạo loạn đã nổ ra. Khi chúng tôi có cuộc bầu cử, người gốc Ấn đã thắng và nắm quyền. Người Fiji không thích điều này. Những người theo chủ nghĩa dân tộc đã bắt giữ con tin trong suốt 56 ngày. Trong suốt 56 ngày, họ không thể thoát ra khỏi họng súng của bọn nổi loạn. Chúng tôi có thể nào ngồi nhìn thủ tướng của chúng tôi, người đã được bầu chọn, bị bọn côn đồ tra tấn? Chúng tôi đang nói về những nhóm người rất cực đoan. Họ là những người có quyền lực điều khiển đất nước. Nói về lý thuyết của họ, ý tưởng của họ rất là kinh khủng. Vậy mà về một điểm nào đó, họ có thể thuyết phục nhiều người đứng về phía họ. Vâng, ông ấy là một anh hùng. Vũ lực quyết liệt đã dẫn đến hành động chết người. Có những cuộc nổi loạn trong doanh trại của chúng tôi, nơi các quân nhân tấn công lẫn nhau, thậm chí họ còn bắn giết lẫn nhau. Đây là tường thuật từ tổng hành dinh của quân đội Fiji. Căng thẳng bên ngoài gia tăng, an ninh được thắt chặt khắp nơi trong lãnh thổ. Hàng ngàn băng đạn 22 được tìm thấy tại Nadi, thuộc khu vực miền Tây nước này. Lệnh giới nghiêm được ban hành. Tệ nạn trộm cướp đã khoét một lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng của quốc gia. Bạo động xảy ra trên các đường phố. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này. Hầu hết các khu kinh doanh đều là mục tiêu bị nhắm bắn. Đây thật sự là thảm họa, thật kinh hoàng. Một khu kinh doanh tấp nập bị phá hủy. Chỉ trong 7 ngày, lượng khách du lịch đến Fiji giảm xuống đáng kể. Những tin tức được đăng tải suốt tuần ở Úc Châu và Tân Tây Lan. Điều này gây thiệt hại khá nghiêm trọng. Mọi sự tập trung hiện nay đều hướng vào quân đội và vào những phe quyết định hỗ trợ. Tường trình từ phái viên đặc biệt của BBC. Quốc gia này đang bước vào giai đoạn khủng hoảng nhất kể từ cuối thập niên 80. Tình thế thật sự đáng lo ngại, đặc biệt là khi quân đội được trang bị tấn công vào chính quyền đã được bầu cử theo hiến pháp, và chúng tôi thấy sự hỗn loạn trên đường phố. Đất nước chúng tôi trở nên nổi tiếng trong việc dung túng các tội phạm. Thậm chí, binh lính của chúng tôi cũng không đáng tin cậy khi họ có súng trong tay. Đó là một lực lượng hùng mạnh và đã kiểm soát được Fiji trong 36 ngày. Đây là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của chúng tôi. Quý vị có thể thấy điều đó ngay trên gương mặt của chúng tôi. Tình trạng chưa bao giờ xảy ra trước đó. Đó là điều chúng tôi không hề muốn lặp lại. Đất nước đang đi ngược về thời kỳ đen tối của nó. Không còn sự yên ổn bình thường nữa. Một cuộc chính biến đã thật sự xảy ra. Trong lòng của những nhà lãnh đạo đang diễn ra cuộc săn tìm các linh hồn. Tại sao điều này lại xảy ra ngay trong thế hệ của chúng ta? Câu trả lời cũng đau đớn như câu hỏi. Khi mọi thứ trong chính quyền đều sai trật, các phe phái đổ lỗi cho nhau, do đó là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ. Có sự phân rẽ trong các hội thánh và hội chúng tại Fiji. Không có sự hiệp một. Tất cả những điều chúng tôi đang làm đều muốn nói lên rằng chúng tôi là số một. Chúng tôi đúng, họ sai. Chúng tôi đưa tay chỉ trích lẫn nhau. Mọi người theo những phương hướng khác nhau, họ làm những điều